Đường đường Trước Đức của mình rất là rộng anh chị, rộng chắc hơn 8 mét anh chị ha. Nhìn nè, từ bên này nè, đó qua này đó, rào dân thì dân đã rào lại, đất của mình là tới đây rồi đó, còn lại khoảng trống đây là đường nha. Đó, đường rất là rộng anh chị, đường này là đường hiện hữu nè. Nghe nói đâu đó là dân nói đây là chuẩn bị đây, chuẩn bị đổ nhựa ha, chuẩn bị đổ nhựa. Đi tới cuối đường đây là có một cái suối của đập xã Bông Trang anh chị, đó sẽ bắt cái cầu qua đó ha. Đó, và đổ nhựa. Dân cư ở đây thì đây có nhà vườn này, và đầu này cũng có nhà vườn này anh. Nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chủ anh chị một cái mảnh đất vườn rất là đẹp luôn, vuông vức anh chị, rất là đẹp. Và có trên đất mình có một cái vườn nhãn đã nhiều năm tuổi rồi đó. Và bán chỉ có nhiều hơn 2.000 mét vuông, mà bán chỉ có 1.500.000 đồng thôi anh chị, 1.5 tỷ đó. Và đây anh chị, đây em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái vị trí của em Điền đây mà đi xuống biển Hồ Cốc thì khoảng đâu đó là 8 đến 9 cây số thôi anh chị. Đó, một mảnh đất vườn mà rất là rẻ, giá rất là rẻ, mà xuống biển cũng gần đó anh chị ha. Đó, chỉ có 9 cây thôi đó, đó là đi xuống biển Hồ Cốc. Đây mình đi ra đây là mình sẽ gặp cái đường nhựa nha. Đường nhựa đó mình đi ra được quốc lộ 5 rất là gần, khoảng vài trăm mét, chưa tới cây số đâu, 900 mét thôi là đi ra được quốc lộ 5 rồi. Anh chị cũng đã biết rồi, quốc lộ 5 đó mình đi được xã Bình Châu này, mình đi được Sài Gòn này, nói chung là đi được Bình Thuận. Cái quốc lộ 5 đó mình đi liên tỉnh được luôn. Từ Sài Gòn mà cô chú anh chị di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc anh chị ha. Và em Điền cũng xin giới thiệu tới cô chú anh chị mình đây, bất động sản này ranh từ đây ha, có là diện tích là 18 mét, 18 mét mặt tiền từ đây qua bên này. Từ đây qua bên tới bên này ha, đây tới bên này đó là 18 mét anh chị. Đây qua tới đây, từ đây qua tới rào kia ha, 18 mét. Sâu vô tới là 115 mét anh chị. Quá là sâu luôn anh chị. Sâu 115 mét. Điện đài thì đã tới nơi rồi anh chị ha. Ở khu vực này thì đã sử dụng nước máy, nhưng mà không biết là đã lôi vào tới đây chưa, tại vì ở đây cũng có đất dân nè anh chị ha, cũng có dân đang ở nè, nhưng mà không biết là đang sử dụng nước gì. Nhà dân xung quanh nè anh chị có thể thấy nè. Ở huyện Xuyên Mộc mình thì đa số là dân làm vườn thôi anh chị, nên là trên đất mình cũng có một cái vườn, đặc biệt là trên đất mình có cái vườn nhãn sẵn nha, sẵn cái vườn nhãn thì cũng tương đối là nhiều năm tuổi rồi đó anh chị. Chục năm thì không dám nói chục năm đâu, nhưng mà có nhiều năm tuổi rồi đó. Thì theo cái cách trồng trọt thì cây cách cây là 4 mét, hàng cách hàng 5 mét anh chị, khoảng 5 mét, hàng cách hàng khoảng 5 mét. Sâu vào tới là 115 mét. Hồi nãy em Điền cũng có bay lay cam lên thì nhìn ra thấy được biển luôn anh chị ha, ra thấy được biển Hồ Tràm luôn, biển Hồ Cốc, Hồ Tràm luôn. Đi chỗ này cũng có, nói chung là cái lối đi thì đi ra đó thì trường học, ủy ban xã Bông Trang và tất cả tiện nghi, không thiếu gì ha. Nói chung là ra đó chút xíu, có khoảng có cây số, cây rưỡi là ra tới ngay đó rồi. Đó, ranh mình thì theo này, bất động sản này thì ranh chỉ tới đây thôi, bất động sản kế đất mình ranh tới đây thôi, nhưng mà đất mình là sâu hơn nữa ha, sâu 115 mét luôn anh chị. Đó, thì tại thì trên đất mình thì đã có cái hệ thống tưới nước tự động anh chị ha. Đó, những cái bếp bơm này, bơm nước này. Rất là sâu. Cái mảnh đất vườn này gần được cái lợi thế là
nằm gần cái đập Bông Trang đó chị. À, nguyên cái hồ nước luôn, rất là bự. Đó. Cái hồ chứa nước đó để mà mục đích sử dụng cho nông dân mình. Gần hồ đó thì mát anh chị ha. Đây. Đó, răng mình thì tới bên này. Đó. Qua đây là 18 mét anh chị ha. Đó. Rất là sâu, rất là rộng. Mà từ trước tới giờ em quay đất vườn, em chưa thấy cái mảnh đất vườn nào mà nó vuông vức mà nó đẹp đến vậy. 2.000 mét mà, hơn 2.000 mét mà đất vuông, vuông vức như là đất nền luôn anh chị, như đất thổ cư luôn. Xung quanh thì dân ở và quy hoạch thì xung quanh quy hoạch đất ở nông thôn hết anh chị ha. À, đất mình thì hiện tại chưa phủ hồng. Chỉ là đất vườn thôi, đất trồng cây thôi. Nhưng mà đất trồng cây chứ mình vẫn làm một cái nhà nhỏ nhỏ trên vườn mình và để mình canh tác cái vườn mình vẫn được, không sao. Không ai cấm hết anh chị. Mà nếu như mà cô chú anh chị mà có nhu cầu để làm mà kho bãi hoặc là xưởng thì cũng được anh chị. Tại vì đường rộng lắm, đường rộng hơn 8 mét mà, nên là xe container chạy vi vu. Hai ngàn mét vuông mà chỉ có 1,5 tỷ thôi, giá quá rất là rẻ rồi. Vị trí thì cũng ok, đi ra trung tâm huyện cũng rất là gần, khoảng 5 cây số là ra trung tâm huyện rồi, cũng như là thị trấn Phước Bửu, không thiếu bất cứ thứ gì. Rộng, đất rộng, thoáng mát, giá chỉ có 1,5 tỷ mà 2.000 mét vuông, hơn 2 sao. Đường rộng này anh chị thấy nè, đường rất là rộng luôn. Đó anh chị này nè. Hiện tại thì tới cuối đường là cục rồi, nhưng mà tương lai là sẽ đổ nhựa và làm cái cầu bắc sang con đường bên kia anh chị, và đi ra hướng đập Bông Trang anh chị. Đi ra hướng đập Bông Trang đó thì dường như là thông hết rồi. Nhà rất là đẹp. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới cái bất động sản này thì liên hệ em nha. Em Điền cảm ơn anh chị, cô chú anh chị đã xem hết video của em. Em cảm ơn và xin hẹn gặp lại những clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.